chia sẻ cho những bạn lần đầu cấy meso cũng như là đã từng cấy meso ở một nơi nào đó rồi nhưng mà không ưng nha, mất lòng tin nè. Tôi hy vọng là video này sẽ giúp ích cho mấy bà. Đầu tiên á, meso là phương pháp cấy chứ không phải là tên hoạt chất đâu nha. Chi phí cho mỗi buổi cấy sẽ phụ thuộc vào loại tinh chất nào cũng như là tay nghề của người làm nữa. Bác sĩ là người thực hiện thì đương nhiên á, chi phí nó sẽ cao hơn là cái người mà có tay nghề thấp rồi. Còn nếu mà mấy bà vừa muốn bác sĩ cấy nè, vừa muốn mà chi phí hợp lý á, thì có thể ghé qua chỗ mình đang làm nha, phòng khám của bác sĩ Thanh Lê. Dịch vụ của mình đang làm á là meso extra căng bóng da mặt, mà sau khi được bác sĩ thăm khám á thì bác sĩ có nói là da mình cũng có độ đàn hồi tốt, tuy nhiên là da nó bị khô và không điều màu, cho nên là bác sĩ Thanh Lê á đã chỉ định cho mình dùng loại meso của Hàn Quốc luôn. Mình đã cấy cái loại meso của thụy sĩ rồi, hôm nay mình thử đổi qua cái loại của Hàn Quốc coi xem sao nha. Loại này á thì chứa 1.5 mRHA ở trong mỗi ml sản phẩm, mà của mình á thì cấy cả lọ tương đương nói chung là bổ sung 7.5 mRHA vào trong da luôn á, cấp ẩm nè, trẻ khỏe, căng bóng hơn nữa, chứ không phải là mình cứ sử dụng các loại mỹ phẩm mà bôi ở ngoài da mà phải sử dụng một thời gian dài thì nó mới có hiệu quả. Tại bác sĩ Thanh Lê á thì mọi người sẽ được kiểm tra thuốc trước khi tiến hành cấy luôn nha. Và sau khi cấy á thì mình cũng được đem cái lọ thuốc về nhà để mình kiểm tra luôn. Vậy nên á là mình nghĩ mọi người cũng sẽ yên tâm hơn về vấn đề nguồn gốc của thuốc trước khi sử dụng lên da, đúng không? Đây là da của mình hiện tại nha. Cảm giác như là nó đã đỡ khô rồi. Da lúc nào cũng căng mọng ẩm mượt hết trơn á, nên là không có cần trang điểm gì hết. Ra ngoài tô tí son thôi là đã tự tin rồi. Và nếu mà mấy bạn hỏi là cấy meso có đau không á thì mình khẳng định luôn nha, không đau nha mọi người. Mọi người cứ thử tham khảo ra các phương pháp ở bác sĩ Thanh Lê nha, đảm bảo là không làm mấy bà thất vọng luôn.